chủ hạt ngọc ở cậu nhỏ là gì? Có nguy hiểm và có lây lan không? Làm sao phân biệt với những cái bệnh khác? Chủ hạt ngọc hay tên gọi khác là gai sinh dục là những cái chấm tròn, trắng có đường kính là 1 đến 4 mm, nằm thành một hay là hai hàng ở vùng khất quy đầu, không đau, không ngứa, không lây lan và không chảy dịch bất thường. Cái này cũng giống như một cái tình trạng khác nhưng mà nó không nổi ở vùng khất quy đầu mà nó nổi ở vùng thân hoặc là vùng mìu. Đó là những cái hạt Fordyce hay là hạt bã nhờn. Thì cái tỷ lệ xuất hiện chuỗi hạt ngọc là 8 đến 43%, thường hay gặp ở các bạn chưa cắt da quy đầu hơn là những bạn đã cắt da quy đầu. Thì nguyên nhân của chuỗi hạt ngọc có rất nhiều giả thiết được đặt ra. Có thể là do vệ sinh không tốt, có thể là những biến thể khác của cậu nhỏ. Nhưng bác sĩ khẳng định với bạn luôn, đây là một tình trạng lành tính, không phải là bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, cũng như là dấu hiệu của một cái ung thư nào cả. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.